một châu Âu trong lòng Hải Dương được phát triển bởi tập đoàn Quang Giáp, là chủ đầu tư uy tín về năng lực, vững mạnh về tài chính, thi công đạt tiến độ, thủ tục pháp lý minh bạch và nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng. Khu đô thị Phú Quý Golden Land hài hòa giữa nét đẹp kiến trúc châu Âu tân cổ điển kết hợp cùng kiến trúc Địa Trung Hải, mang tới sự độc đáo, thể hiện đẳng cấp của người sở hữu. Một phong cách sống xanh, thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên là cơ hội đầu tư sinh lời tiềm năng, mang tài lộc phú quý cho những cư dân tương lai.